Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 9. Và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cho vay để cưới của tác giả Nguyễn Nhung. Phần kết rất hay và ý nghĩa, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ánh Hồng bị đuổi về thì tức tối. Bây giờ cũng khuya nên cô ta đi ra cổng bệnh viện, bắt một chiếc taxi để về nhà. Ba mẹ cô ta cũng chẳng quan tâm, giờ này con gái mình đang ở đâu làm gì có ổn không. Kể ra cũng tội nghiệp vì họ chỉ nghĩ cho mục đích kinh doanh của mình. Về đến nhà thì cô ta đi vào trong, không gian im ắng khi mọi người đều đã ngủ say, thì Ánh Hồng đi vào lấy chai rượu với cái ly ra bàn ngồi. Cứ như thế cô ta rót từng ly rượu rồi uống như uống nước lã. Đang ngồi uống thì điện thoại bây giờ lại có tin nhắn đến. Cô ta mở lên thì thấy được những hình ảnh gây tởm biến thái. Nó như muốn trêu người cô ta. Ánh Hồng tức đến nỗi ném mạnh ly rượu vào bức tường trước mặt. Những mảnh vỡ của ly rượu văng tung tóe hết cả căn phòng. Ánh Hồng nắm chặt cái điện thoại trên tay. Đoạn video được gửi từ máy của Đình Hạo Sang đang phát ra những âm thanh và hình ảnh vô cùng biến thái, khiến người coi được cảm thấy tởm lợm mắc ói. Cô ta cười trong điên dại rồi ngồi nói sảng một mình. Anh được lắm Đình Hạo, anh xem tôi là cái gì vậy hả? Dám quan hệ với con chó đó, rồi gửi cho tôi xem sao? Thật là đê tiện mà. Cha mẹ của Ánh Hồng đang ngủ trong phòng, thì nghe thấy tiếng đồ đổ vỡ. Họ giật mình tỉnh giấc, rồi cả hai vùng dậy ra ngoài xem thử chuyện gì. Bọn họ ra đến ngoài thì lại bất ngờ với hình ảnh trước mắt. Mẹ của Ánh Hồng đi đến thấy cô ta đang cầm cả chai rượu lên uống, thì bà ta giật lấy rồi đẩy sang một bên, bắt đầu chửi mắng cô ta. Con bị làm sao vậy hả? Con gái con lứa đi đâu mà nửa đêm nửa hôm mới về? Đã thế còn uống rượu nữa, muốn phá cái nhà này luôn hay gì? Ánh Hồng cũng đã xỉn rồi, đang bực bội chuyện của Đình Hạo lại còn bị mẹ mình mắng thì cô ta càng tức tối hơn. Con đi đâu, con làm gì, mẹ quan tâm làm chi cho mệt? Mẹ chỉ quan tâm tới công việc túi tiền của mẹ, mặc kệ con đi. Mày nói thế mà nghe được hả con? Ông nhìn nó đi, cái bộ dạng này mà nhà bên Đình Hạo thấy được thì họ sẽ đánh giá như thế nào hả? Cha của Ánh Hồng cũng thất vọng về con gái. Ông ta dù thương con cỡ nào, nhưng sức mạnh của địa vị, công việc kinh doanh của mình thì cô con gái này cũng không thể so sánh ngang được. Mẹ con nói phải đó, bên nhà họ mà biết được thì coi như công sức của nhà chúng ta đổ sông đổ biển. Ánh Hồng hết chịu đựng được, cô ta gắt lên khiến hai ông bà cũng giật mình. Cha mẹ thôi đi được không? Sao suốt ngày hai người cứ nghĩ đến tiền bạc rồi công việc? Hai người có nghĩ đến cảm xúc của con không hả? Uống say xỉn vào rồi nói lung tung rồi đó. Cha mẹ làm tất cả cũng vì lo cho con, chứ cho ai hả? Lo cho con sao? Hai người thật ra chẳng nghĩ gì cho con cả. Nếu hai người không ép con chia tay anh Mạnh để lấy Đình Hạo thì bây giờ con đã không đau khổ nhục nhã thế này. Cha của Ánh Hồng tức lên bởi những lời nói kia của con gái. Mày thôi đi, mày là đang trách cha mẹ sao? Hai ông bà già này cố gắng làm tiết kiệm để cho ai, chứ chẳng phải nghĩ cho tương lai của mày. Giờ lại quay sang trách cha mẹ. Con không cần, cái con cần là gì cha mẹ có hiểu không? Cũng chỉ muốn cho mày lấy được nhà chồng tử tế giàu có, để đời sau mày bớt khổ như cha mẹ. Vậy mà không biết hưởng, giờ lại trách móc là sao hả con? Đình Hạo là người tốt, có học thức chức vụ cao, lại tốt hơn gấp mấy lần nhà thằng Mạnh. Ánh Hồng quăng cái điện thoại ra giữa bàn cho hai người họ. Mẹ Ánh Hồng không biết ý gì thì cô ta nói. Hai người xem đi, xem con rể quý của hai người đi. Hai người họ cầm máy lên xem thì phải trợn tròn mắt trước những hình ảnh kia. Mẹ của Ánh Hồng lắp bắp nói không rõ lời. Cái này, chuyện này là như thế nào hả? Đình Hạo nó... Sao? Hai người hài lòng với thằng rể tương lai này không? Chưa hết, tối hôm nay còn suýt chút nữa là chết dưới tay của bọn giang hồ đó.
Con nói vậy là sao? Anh ta đã bán con cho đám người giang hồ, bọn chúng suýt chút nữa là đã cưỡng hiếp con. Cũng may có Duy Mạnh đã đến cứu kịp thời. Cha mẹ Ánh Hồng sốc trước những lời nói mà Ánh Hồng vừa nói ra. Từng lời nói uất ức của con gái cứ cuốn đi xuyên qua những tế bào của họ. Họ sốc thật sự. Ba Ánh Hồng lúc này tức giận, ông ta siết chặt tay nói. Đúng thật như con nói sao? Không, Đình Hạo chắc không phải người như vậy đâu. Hay là thằng Mạnh nó muốn trả thù chúng ta, nên đã làm vậy để đổ lỗi cho Đình Hạo. Bà, chấp nhận sự thật đi. Cả gia đình của Đình Hạo chỉ muốn lợi dụng nhà mình thôi. Con gái của ba suýt nữa thì không còn chút danh dự gì nữa rồi. Ngay từ đầu hai người ép con phải lấy anh ta, giờ thì sao? Ba của Ánh Hồng dường như không chấp nhận được sự thật này. Ông ta càng không tin đứa con rể tương lai của mình lại làm như thế. Không, không đúng. Bây giờ nếu nhà bên đó hủy hết mối quan hệ thì công ty của nhà chúng ta coi như xong, chẳng còn gì cả. Chắc chắn là tại con cứ quay lại dây dưa với Duy Mạnh nên họ biết họ mới làm vậy. Ngày mai chúng ta sẽ qua đó một chuyến để xin lỗi. Không thể vì thế mà công ty sụp đổ được. Công sức gây dựng bao nhiêu lâu. Ánh Hồng không chịu nổi ba mình nữa, cô ta đứng dậy, bộ dáng siêu vẹo, cười trong điên dại. Thì ra là hai người chỉ quan tâm đến lợi ích công ty, còn danh dự cuộc sống của con thì sao hả? Hai người vẫn muốn con đi van xin nài nỉ bọn chúng, người mà bán vợ sắp cưới của mình cho bọn biến thái kia sao? Hai người muốn thì tự đi mà qua nhà đó, còn con thì con sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Ánh Hồng nói xong thì bước những bước đi siêu vẹo về phòng mình. Còn cha mẹ của cô ta thì bây giờ họ không khác gì đang ngồi trên đống lửa, đến ngủ cũng không yên. Bên đây, Đình Hạo vừa kết thúc màn ân ái với cô gái kia, thì đám người kia cũng hay vừa gọi cho anh ta. Đình Hạo đang nằm vừa mới ngủ mơ màng, thì đã bị tiếng chuông làm cho giật mình. Chuyện gì thế? Anh tính làm sao đi? Tự nhiên chúng tôi lại bị liên lụy. Mày đang nói chuyện gì vậy? Nói thẳng đi. Còn chuyện gì nữa? Anh bán con nhỏ đó cho bọn tôi. Giữa chừng chưa chén được gì thì thằng ất ơ đó đến cứu. Rồi anh kêu bọn tôi xử nó thì từ đâu đầu đâu. Lại xuất hiện một con nhỏ nữa. Hình như vợ thằng kia đỡ. Nó bị đâm rồi. Giờ không biết như thế nào nữa. Đình Hạo vừa nghe xong cũng tỉnh ngủ hẳn. Anh ta nào có tin đó là sự thật. Cứ nghĩ là bọn này nói xạo để lừa mình, thế nhưng nào ngờ tất cả những điều đó lại là sự thật. Các cậu nói thật sao? Anh nghĩ giờ này là giờ nào rồi, mà bọn tôi lại có thể đùa được. Mọi chuyện cũng từ anh mà ra, chúng tôi tìm cách trốn đây. Anh giải quyết sao thì nhanh gọn đi. Còn nếu anh mà dám nói là bọn tôi thì anh cũng xác định là toàn bộ mọi người sẽ biết con trai của chủ tịch tập đoàn dầu khí lớn nhất nhì đất nước này lại sắp tâm hãm hại người khác. Mày tính làm gì hả? Bọn mày dám hé lời nói thì tao sẽ không để yên cho đâu. Tốt nhất tìm cách trốn nhanh đi. Thằng Mạnh nó mà báo công an thì ăn cơm tù cả lũ đấy. Nói rồi Đình Hạo tắt máy ngay lập tức. Anh ta đấm tay xuống nệm khiến cô gái nằm bên cạnh cũng phải giật mình. Cô ta ngồi dậy hỏi thì bị Đình Hạo quát cho không thương tiếc. Chuyện gì kệ tôi, em hỏi nhiều làm gì? Em tốt nhất im lặng đi, không đừng trách tôi. Anh làm em sợ đó. Tự nhiên lại quát em, anh đã làm ra chuyện gì sao? Tôi đã bảo đừng hỏi nhiều mà, biết nhiều quá cũng không tốt. Em quan tâm anh, em mới hỏi chứ bộ. Cô gái kia khóc lóc ủy mị, Đình Hạo đang tức giận, lòng dạ thì lo lắng không yên. Mà gặp cảnh khóc lóc này nữa thì bực bội thêm, anh ta nói. Ngủ đi, tôi về đây. Đình Hạo đứng dậy nhặt quần áo vương vãi trên sàn, rồi mặc vào chỉnh tề. Sau đó rời khỏi khách sạn ngay lập tức, lái xe trở về nhà. Tại bệnh viện, trong phòng bệnh, một cô gái nhỏ nhắn đang nằm trên giường, nét mặt nhợt nhạt vì vừa trải qua một ca phẫu thuật nghiêm trọng. Duy Mạnh đang giặt khăn ấm để lau người cho Thủy Dương. Bà Lan thì về nhà nấu cháo để hờ, lúc nào Dương tỉnh là có ăn, cho cả Duy Mạnh. Bà chỉ muốn tự mình nấu cho con dâu ăn sẽ đủ chất và đảm bảo vệ sinh hơn. Duy Mạnh vừa lau vừa thủ thỉ từng lời. Em lúc nào mới tỉnh đây Dương? Đã hơn một đêm rồi đó. Dậy đi học nào. Em đúng là đồ heo lười ham ngủ quá nhé. Không chịu dậy mà đến trường là sẽ bị phạt đấy nha.
vợ mà không chịu dậy nữa là anh sẽ cộng số nợ lên gấp đôi đấy nhé. À không, gấp 10 luôn, để em phải trả cho anh cả đời. Nào, dậy đi. Anh đùa thôi, chứ toàn bộ tài sản tiền bạc của anh giờ đều thuộc về em. Muốn tiêu, muốn làm gì cho ai, anh đều đồng ý cả. Anh xin em dậy đi, nằm thế này không ai nói chuyện với anh buồn lắm. Dậy đi rồi anh cho đi du lịch, chúng ta sẽ đi nước ngoài, em chịu không? Đưa cả mẹ với cậu Huy với bà ngoại đi luôn nha. Khi nào em chán thì chúng ta sẽ về, em còn nhiệm vụ chưa làm nữa đó. Anh muốn có những đứa con xinh đẹp như em, giỏi tán gái như anh. Duy Mạnh cứ ngồi thao thao bất tuyệt như thế, nhưng cơ thể kia vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Chắc là thuốc mê vẫn đang còn, nên Thủy Dương vẫn nằm đó như đang ngủ một giấc ngon. Anh cũng đã gửi cho Minh Thiện làm đơn gửi lên công an để điều tra và làm rõ về vụ việc đám người kia. Tuy đang chăm sóc cho vợ, nhưng anh lại nhanh chóng muốn những kẻ đã gây chuyện, làm bị thương vợ mình, phải chịu mọi hình phạt trước pháp luật. Lúc này ông Minh với bà Xuyến vừa đi đến, thấy số phòng thì hai người đi đến, gõ cửa rồi bước vào. Con bé vẫn chưa tỉnh à? Duy Mạnh thấy hai người họ đến thì chào, anh trả lời. Chưa ba, chắc còn tác dụng của thuốc gây mê nên vẫn chưa tỉnh. Mà sao ba biết mà đến? Mẹ con mới sáng sớm đã gọi báo. Con đã ăn gì chưa? Con ăn rồi, hai người ngồi đi. Bà Xuyến lúc này mới nói, nhưng mà lại không có duyên cho lắm. Còn Dương nó lâu tỉnh như thế thì lỡ có chuyện gì không nhỉ? Hay có khi nào không tỉnh lại được không? Vừa dứt lời thì bà ta nhận ngay một cái lườm sắc bén của Duy Mạnh. Thật tình không ai vô duyên như bà ta. Dì nói vậy mà nói được sao? Vợ tôi sẽ tỉnh lại, đến đây để thăm thì được, chứ đừng chù rủa người ta như thế. Mà dì không nói được câu gì tốt lành thì tốt nhất là nên im lặng đi. Bà Xuyến bị Duy Mạnh nói thẳng cho thì quê. Khuôn mặt bà ta sượng xuống, nhất thời cứng họng không nói được gì. Ông Minh dù không thích cô con dâu này lắm, nhưng tự nhiên vợ hai mình lại nói thế trong lúc này thì ông ta không thể nào bênh được, vội trách. Em nói gì kỳ vậy, con bé nó sẽ tỉnh thôi. Em làm như nó bị thương nặng lắm, ảnh hưởng tới não mà không tỉnh. Thì em chỉ lo lắng nên mới nói vậy thôi, chứ đâu có ác ý gì mà hai cha con anh nói ghê vậy. Dù sao thì cũng không nên nói thế, con nó lại lo thêm. Được rồi, không nói thì không nói, làm quá à? Em đi ra ngoài chờ là được chứ gì. Bà Xuyến nói xong thì quay lưng đi ngay, không chờ ông Minh nói gì nữa. Dù cho cưng chiều thế nào, nhưng lần này thì hành động đó của bà ta cũng không khỏi khiến ông Minh thất vọng. Duy Mạnh cũng chẳng biết phải nói lời nào nữa cho vừa với bà Xuyến. Hai người ở đó một lúc thì bà Lan cũng đến. Bà ấy nhìn bà Xuyến ở ngoài hành lang một mình thì ngạc nhiên. Cô làm gì ở đây? Không thấy hay sao mà chị hỏi vậy? Tôi đến thăm vợ thằng Mạnh cũng không được hay sao? Mắc cười, cô tốt ghê luôn nhỉ. Đi thăm người ta mà đứng ngoài này lại bảo đi thăm. À thì trong đó ngột ngạt nên tôi ra đây có được không? Bà Lan cũng không muốn nói nhiều với bà Xuyến nữa. Người mà bà đã không ưa thì thở thôi cũng thấy ghét. Nhớ lại lần trước bị bà ta đổ oan cho. Lần này bà không muốn mình bị oan vô cớ vậy nữa, nên không thèm trả lời gì nữa mà bỏ đi vào trong phòng bệnh. Bà Lan đi vào trong thì thấy ông Minh, bà mới ngỡ ra là hai người đi cùng nhau. Ông Minh cũng hỏi han bà ấy. Bà mới tới, bữa giờ từ viện trở về. Ông Minh không muốn ở lại rồi hai người phụ nữ đụng mặt nhau lại phiền phức thêm, nên ông nói. Ba về đây, lúc nào con bé tỉnh thì báo ba nha. Vâng, mà bên công ty có cần ba giúp gì không? Chứ con ở đây thì sao quản được? Không cần đâu, con giao cho Minh Thiện rồi. Ừ, thế thôi, ba về còn qua công ty, hai mẹ con ở lại nha. Dạ. Ông Minh đi rồi thì bà Lan mới múc cháo ra cho Duy Mạnh ăn, rồi anh có điện thoại của Minh Thiện. Sếp à, anh còn ở bệnh viện không? Có tài liệu em cần chữ ký. Cậu đang ở đâu? Em đang ở gần bệnh viện thôi. Ừ, thế cậu qua đi. Vừa nói xong thì Duy Mạnh nghĩ lại cũng có một chút. Anh cũng cần phải về công ty có chút chuyện cần giải quyết. Minh Thiện chưa kịp tắt thì anh nói gấp. Cậu không cần đến đâu, cứ ở công ty đi. Dù sao tôi cũng cần về có chút việc. Dạ ok anh.
Duy Mạnh tắt máy, rồi quay sang nhờ vả mẹ mình chăm Thủy Dương, để anh về công ty có việc. Bà Lan thấy con trai mệt mỏi thì cũng xót lắm, nhưng giờ công ty rồi quán bar nữa, anh không lo thì ai lo bây giờ. Duy Mạnh rời khỏi bệnh viện, vừa ra khỏi cổng thì anh gọi cho Đức Hải để nhờ anh đến giúp mình chút việc. Đức Hải thấy Duy Mạnh gọi thì anh ta ngạc nhiên, liền bắt máy lên rồi hỏi: "Hôm nay cậu hai lại có hứng tìm cậu ba à?" "Có chút chuyện cần cậu giúp đây." "Có việc gì thế anh? Anh đang ở đâu em qua liền." "Đến công ty tôi đi, chuyện này tôi nghĩ cậu có thể." "Ok anh, 15 phút. Đức Hải tắt máy rồi lấy áo khoác, sau đó xuống lấy xe rồi chạy như bay đến chỗ công ty Duy Mạnh. Khi Đức Hải đến công ty rồi thì chẳng thấy Duy Mạnh đâu. Minh Thiện cũng đang đứng chờ sếp mình ở cửa ra vào, nhưng lại chẳng thấy anh xuất hiện. Duy Mạnh bên đây khi vừa lái xe ra đi được một đoạn, kết thúc cuộc nói chuyện với Đức Hải xong, thì anh cũng phát hiện ra một điều bất thường ở phía sau xe của mình. Hai người đàn ông đi xe mô tô đang chạy theo sau xe của Duy Mạnh. Anh có lẽ không biết bọn họ là ai, nhưng từ khi anh vừa ra khỏi cổng thì đã bám theo đuôi anh rồi. Duy Mạnh đi được một đoạn thì anh nhìn vào gương chiếu hậu, cứ thấy làm như có xe theo dõi mình, linh tính có chuyện không hay. Duy Mạnh liền tăng tốc độ để cắt đuôi bọn chúng. Cũng may là với kinh nghiệm lặng lách của mình thì anh đã để bọn họ lạc dấu xe anh. Duy Mạnh cũng suy nghĩ mãi, anh biết chắc chắn không phải là chỉ lái xe phía sau bình thường mà có khả năng bọn họ chúng theo dõi anh. Cũng có khả năng muốn tiêu diệt mình vì đã biết được hành vi kia. Cắt đuôi được xe kia rồi thì Duy Mạnh lái xe về công ty. Khi xe vừa vào cổng thì Minh Thiện thấy anh liền chạy ra. "Sếp, sao giờ anh mới tới? Lúc nãy em gọi là anh chuẩn bị đi rồi mà." "Tôi bị theo dõi, khó khăn lắm mới cắt được đuôi của bọn họ." "Sao cơ? Bọn chúng là ai mà theo dõi anh chứ?" "Đức Hải đến chưa?" "Cậu cất xe chờ tôi vào trong đi, lát tôi nói." "Dạ, anh ấy đến rồi, đang chờ sếp trên phòng." "Ừ." Duy Mạnh đi lên phòng trước, mở cửa ra thì Đức Hải đã ngồi đó. "Nhanh thế. Anh thấy có khi nào anh gọi mà em đến muộn không? Mà có chuyện gì gấp sao?" Duy Mạnh đi lại bàn ngồi xuống rót nước mời Đức Hải, rồi anh mới từ từ nói. "Uống đi, tôi muốn cậu giúp tôi điều tra về con trai của chủ tịch tập đoàn dầu khí." "Sao anh lại muốn điều tra về tên đó?" "Cậu biết hắn không? Hắn là người thuê mấy tên giang hồ kia muốn sát hại anh. Vợ anh cũng vì đỡ cho anh mà bị thương." "Chị dâu bị thương à? Có nặng không?" "Cô ấy bị đâm từ sau lưng, giờ chưa tỉnh." "Được rồi, em sẽ làm sớm. Em và hắn cũng đã từng đụng độ nhau." "Ừ, tôi chỉ muốn thêm tội trạng cho hắn thôi. Chứ Minh Thiện cũng đã cho người tìm tung tích của mấy tên kia rồi. Bắt được thì trước sau gì bọn chúng chẳng khai ra." "Ok, em đi luôn đây." Đức Hải rất nhanh rời khỏi công ty của Duy Mạnh. Với mối quan hệ rộng thì việc muốn biết gì rất nhanh. Duy Mạnh đang ngồi xem xét mấy tài liệu mà Minh Thiện vừa đưa. Anh xem xét xong một hồi thì cũng xong. "Cậu tìm mấy tên kia sao rồi?" "Em vẫn đang cho người tìm, mà bọn chúng có vẻ đánh hơi được nên trốn rất kỹ." "Ừ, tìm tiếp đi, tôi muốn tìm ra bọn chúng. Để bắt chúng phải khai ra tên Đình Hạo, chứ để hắn tìm cách sát hại chúng thì coi như là xong." "Dạ, không có việc gì nữa, em xin phép ra ngoài làm việc." "Được rồi, cậu đi đi." Quay trở lại bệnh viện, bà Lan đang ngồi nói chuyện với con dâu đang nằm trên giường bệnh. Mặc dù bà là mẹ chồng nhưng bà vẫn trò chuyện, giống như là hai người bạn với nhau không phân biệt. Lúc này bà mới ngậm ngùi, vì nói thì nói như thế nhưng cũng chỉ mình bà nghe. "Sao giờ con còn chưa tỉnh nữa, dậy đi con. Duy Mạnh nó buồn lắm đấy. Mẹ cũng buồn không có ai nói chuyện, nấu ăn cùng mẹ. Con tỉnh lại đi, còn dắt mẹ đi siêu thị nữa." "Con mà còn không dậy là mẹ để cho Duy Mạnh cưới thêm Ánh Hồng đấy nhé. Bà ngoại con với cậu con cũng chưa biết gì đâu. Hay con muốn họ lo lắng?" Bà Lan ngồi nói chuyện một hồi bà khóc, rồi buồn ngủ quá, bà ngủ gật ngay trên giường bệnh luôn. Cho đến khi mơ màng, bà cảm nhận như có gì đó động đậy trên tóc mình. Khỏi cần phải nói, bà nghĩ ngay đến có khi nào con dâu của bà đã tỉnh. Ngồi thẳng dậy bà cứ nói: "Dương, Dương à,
có phải con tỉnh rồi không? Con à, mở mắt ra nhìn mẹ đi. Ngón tay tôi bắt đầu cử động nhẹ, mắt cũng từ từ mở ra. Mẹ chồng nhìn thấy thì vội vàng cầm lấy tay tôi rồi mừng rỡ nói. Con dâu của mẹ tỉnh rồi. Tạ ơn trời Phật, tổ tiên ông bà đã phù hộ độ trì cho con của con, đã tai qua nạn khỏi. Mẹ lên lúc nào ạ? Mẹ nghe Duy Mạnh nói là mẹ lên liền. Mẹ lo cho con lắm biết không? Sao lại dại dột đỡ cho nó chứ? Lỡ con làm sao thì mẹ biết ăn nói thế nào với bà ngoại với cậu con. Mẹ đừng khóc. Con không sao, anh Mạnh đâu rồi mẹ? Duy Mạnh cũng mới quay lại công ty để giải quyết một số chuyện gì đó. Dạ. Bà Lan mừng quá mà đến nỗi khóc. Đang nằm nghiêng muốn trở mình nhưng không được. Tôi cảm nhận lưng mình vẫn còn đau. Nhìn bà thế này, tôi nghĩ chắc mình đã ngủ lâu rồi. Bà Lan nói, để mẹ bấm chuông gọi bác sĩ. Vì phòng dịch vụ nên trong phòng có lắp sẵn chuông báo. Mẹ chồng tôi bấm nút xong thì chỉ mấy phút sau là có cả bác sĩ và y tá đi vào. Vị bác sĩ đã phẫu thuật cho tôi đi đến rồi kiểm tra một chút, rồi sau đó mới chậm rãi hỏi. Cô thấy trong người sao rồi? Giọng tôi thều thào trả lời ông. Cháu thấy vẫn còn hơi đau. Vết thương vẫn còn mới nên chịu khó ít bữa. Cũng may là không gần tim, chứ không thì cũng khó mà tỉnh lại sớm thế này. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Được rồi, cô nghỉ ngơi đi. Mọi thứ ổn rồi, tạm thời giờ nằm nghiêng nhé. Bác sĩ dặn dò mẹ chồng tôi về thực đơn ăn uống cho tôi xong thì ông và mọi người mới rời đi. Từ lúc tôi tỉnh lại chưa thấy Duy Mạnh đâu, chẳng biết anh đang ở đâu nữa mà chỉ có mẹ chồng tôi. Bà Lan thấy tôi đã tỉnh thì bà gọi ngay cho Duy Mạnh để báo tình hình cho con trai để bớt lo lắng. Duy Mạnh đang ngồi suy nghĩ phải tìm cách nào thì anh giật mình vì tiếng chuông điện thoại. Con nghe đây mẹ. Bà Lan mừng rỡ nói chuyện cứ lắp bắp không rõ ràng. Con à, con Dương. Bà Lan ấp úng lại khiến cho Duy Mạnh lo hơn. Anh đứng bật dậy rồi hỏi lại bà. Vợ con làm sao? Mẹ à, mẹ nói rõ đi. Con đến viện đi, vợ con tỉnh rồi. Thế à mẹ? Dạ dạ, con đến liền. Anh tắt máy rồi bỗng chắp tay lại rồi nói. Con cảm ơn trời Phật. Con cảm ơn cha mẹ vợ đã nghe lời thỉnh cầu của con. Vợ con đã được bình an rồi. Duy Mạnh không chần chừ nữa mà lấy áo khoác với chìa khóa xe rời khỏi phòng để đến bệnh viện. Anh đi ra ngoài ngang bàn làm việc của Minh Thiện, vẫn không quên dặn dò anh ta một số thứ cần thiết rồi mới yên tâm mà rời đi. Lái xe vun vút trên đường, lần này anh không thấy hai tên kia theo dõi nữa thì cũng yên tâm. Chiếc xe lái đi không lâu sau cũng đã đến bệnh viện. Duy Mạnh đỗ xe vào bãi xong thì dùng hết sức của mình để chạy thật nhanh lên gặp vợ. Đẩy cửa phòng ra rồi lao như bay vào phía giường bệnh của tôi. Vợ ơi, anh tới rồi đây. Bà Lan thấy bộ dạng của Duy Mạnh thì lại sợ ảnh hưởng tới tôi vì tôi cũng chỉ vừa mới chợp mắt lại. Bà vội vàng ra dấu rồi ngăn Duy Mạnh lại. Con nhẹ nhàng thôi, Dương nó vừa chợp mắt lại được một tí. Cô ấy có hỏi con không mẹ? Có, nó không thấy con đâu nên có hỏi. Mẹ nói con về công ty. Dạ. Duy Mạnh ngồi xuống bên cạnh giường bệnh rồi cầm lấy tay vợ mình. Anh nhẹ nhàng vuốt mấy cọng tóc sang một bên. Duy Mạnh ngồi đó nhìn rồi cười mà thấy thương vợ rất nhiều. Tôi vừa mới chợp mắt thì cảm thấy có ai đó đang cầm tay mình. Cảm nhận hơi ấm này của một người rất quen thuộc, liền mở mắt ra. Anh đến rồi à? Duy Mạnh thấy tôi dậy thì nghĩ rằng mình đã làm ảnh hưởng nên cười ấm áp nói. Anh làm vợ tỉnh giấc à? Em thấy sao rồi, còn đau nhiều không? Không sao, chỉ hơi đau chút thôi. Lần sau em đừng mạo hiểm như vậy nữa nha. Em không thể chịu đựng được đâu, anh sợ lắm. Em xin lỗi vì đã để anh và mẹ lo lắng. Không, anh mới là người có lỗi. Ít ra anh phải nói với em. Nếu anh nói ra thì không có chuyện gì rồi và em cũng không bị thương. Bà Lan thấy tôi dậy rồi, có sẵn Duy Mạnh ở đây. Bà mới múc cháo ra để anh đút cho tôi ăn. Ngày hôm đó anh ở lại với tôi cả ngày không quay lại công ty. Ánh Hồng sau một đêm say xỉn không biết gì thì hôm nay cô ta chuẩn bị rất sớm.
trang điểm để che đi những quầng thâm trên mắt của mình. Chuẩn bị xong xuôi, cô ta định xuống lấy xe rời khỏi nhà, thì ba mẹ cô ta gọi lại. Con định đi đâu? Bên nhà Đình Hạo đã gọi và hủy hôn rồi. Sao cơ? Bọn họ đã gọi đến lúc nãy và còn rút vốn đầu tư khỏi công ty của nhà mình. Thật là quá đáng, thù này con sẽ không để yên cho hắn đâu. Cha của Ánh Hồng lo lắng con gái làm điều dại dột thì vội can ngăn. Thôi con, người ta đã như thế rồi thì mình cũng đừng gây thêm phiền phức nữa. Để đó ba tìm cách huy động vốn khác, con đừng làm gì dại dột đó. Con biết rồi, con đi đây một chút. Ánh Hồng rời khỏi nhà và lái xe rời đi. Nhưng khi cô ta vừa đi được một đoạn thì bụng dạ cô ta cồn cào nên muốn ói. Ánh Hồng không biết mình bị làm sao, nhưng gần cả tháng nay cô ta cứ cảm thấy khó chịu trong người. Mở cửa xe rồi bước xuống, đi vào bên đường nôn thốc nôn tháo hết những gì còn lại trong bụng cô ta. Sau một hồi mới cảm thấy dễ chịu, cô ta chỉ nghĩ mình hôm qua uống rượu nhiều quá nên vậy. Sau khi ói xong vào xe uống miếng nước rồi lại lái đi tiếp. Cảm thấy vẫn không ổn nên Ánh Hồng lái xe đến bệnh viện để kiểm tra xem có bị gì không. Lúc đến bệnh viện, cô ta đi thẳng vào để khám. Bác sĩ lúc này mới hỏi: cô khám gì? Tôi thấy trong người cứ khó chịu, cả tháng nay cứ nôn hoài. Cô có bị đau dạ dày không? Lúc trước thì không, nhưng lâu rồi chưa khám lại. Kinh nguyệt thì thế nào? Ánh Hồng chợt nhớ ra rằng kỳ kinh của mình đã bị trễ, đến giờ vẫn chưa thấy có. Cô ta bất giác hoang mang vì vấn đề này. Tháng này tôi chưa có. Được rồi, bây giờ cô ra ngoài ngồi chờ để siêu âm. Vâng. Ánh Hồng đi ra ngoài, cô ta lo lắng. Không lẽ mình không, không thể đâu. Mình và hắn khi đó đã dùng biện pháp rồi mà. Nếu như bây giờ mình có thì sao đây? Mình không thể có con với hắn được, người mà đã nhẫn tâm giao mình cho mấy tên khốn kia. Xin mời cô Ánh Hồng. Xin mời bệnh nhân Ánh Hồng. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì tiếng gọi của cô y tá làm cô ta giật mình bừng tỉnh. Vâng, là tôi. Mời cô theo tôi vào siêu âm. Ánh Hồng rời khỏi ghế, đứng dậy theo cô y tá đi vào trong phòng siêu âm. Nằm trên chiếc giường ấy, cô ta lo lắng, tay chân run lên. Vị bác sĩ đưa thiết bị vào siêu âm, sau một hồi dò qua dò lại thì ông ấy liền nói kết quả, khiến cho Ánh Hồng sửng sốt. Cô ta không tin đến tai mình nữa. Vị bác sĩ vừa siêu âm xong thì nói: xong rồi, cô xuống đi, theo tôi qua đây. Ánh Hồng theo chân bác sĩ qua bên phòng khám, cô ta hỏi gấp: kết quả sao rồi ạ? Kết quả đây, cô đã có thai được 5 tuần rồi. Sao cơ ạ? Tôi đã có thai sao? Đúng vậy, những biểu hiện gần đây như nôn ói, cảm thấy khó chịu là vì thế. Nhưng cô phải chú ý vì thai vẫn còn mới. Hạn chế ăn đồ cay nóng và rượu bia nha. 2 tuần sau tái khám. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Ánh Hồng cầm tờ giấy siêu âm rồi chào bác sĩ và rời đi. Đối với bao người phụ nữ thì có con là điều rất tuyệt vời, hạnh phúc không gì bằng. Nhưng đối với Ánh Hồng thì đây chưa hẳn là chuyện vui, mặc dù cô rất thích trẻ con. Vì ba của đứa bé là người mà cô không yêu, người đã nhẫn tâm xem cô như một món hàng, chứ chẳng hề yêu thương. Ngồi sững sờ trên ghế đá, Ánh Hồng suy nghĩ đủ thứ chuyện. Trước khi đến đây, Ánh Hồng đã có suy nghĩ rằng phải làm cho Đình Hạo biết thế nào là mùi vị ngược đãi. Nhưng giây phút này đây, khi trong bụng lại đang có một thiên thần nhỏ từng ngày lớn lên như thế, thì bản năng của người làm mẹ lại không thể làm gì hại đến con của mình. Sau này khi con lớn lên, nếu như nó biết được mẹ nó quay lại hại ba nó, thì cô phải đối diện với con như thế nào? Bây giờ Ánh Hồng cũng không biết phải làm sao, nhưng bảo cô ta đi cầu xin gia đình Đình Hạo thì không thể làm được. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy. Ánh Hồng ngồi một lúc thì chợt nhớ, không biết Thủy Dương đã tỉnh chưa. Cô cũng muốn đến thăm, vì đây là người đã có ơn cứu mình. Ánh Hồng đứng dậy đi lên trên phòng bệnh của Thủy Dương. Khi vừa lên đến cửa phòng, nhìn vào trong thì thấy Duy Mạnh đang đút cho Dương ăn, còn mẹ anh thì ngồi gọt trái cây. Tâm trạng Ánh Hồng bỗng trùng xuống.
Cô ấy cảm thấy nuối tiếc, bởi nếu ngày xưa không nghe theo gia đình mà rời bỏ Duy Mạnh để đến với Đình Hạo, thì có lẽ bây giờ người được họ yêu thương chính là cô mới đúng. Không chừng giờ cô và anh đã hạnh phúc lắm rồi. Minh Thiện đến báo cáo tình hình với Duy Mạnh thì thấy Ánh Hồng đứng ngay cửa. Anh ta liền chào. Chị Ánh Hồng, sao chị không vào đi mà đứng đây? Ánh Hồng giật mình vì bị Minh Thiện bắt gặp. Cô ấy ngập ngừng. À tôi... Chị muốn vào thăm thì cứ vào đừng ngại. Họ cũng không trách chị đâu. Nếu mình làm sai mà biết sửa đổi hối hận thì sẽ được thông cảm bỏ qua mà. Tôi sợ anh ấy vẫn còn giận nên... Tùy chị vậy, tôi vào trong trước. Minh Thiện mở cửa bước vào phòng thì vô tình bà Lan thấy Ánh Hồng. Cả Duy Mạnh cũng thấy. Bà ấy định đứng dậy đi ra thì Duy Mạnh vội gọi lại. Mẹ à, để cô ấy vào đi. Nhưng mà... Được rồi, mẹ cứ bình tĩnh xem nào. Duy Mạnh đứng dậy đi ra. Ánh Hồng thấy anh thì ngại. Em muốn vào thì vào đi. Cô ấy vừa tỉnh lúc trưa thôi. Vâng, nhưng em vào, cứ vào đi. Vợ anh không nhỏ mọn vậy đâu. Ánh Hồng cất giấy siêu âm vào trong giỏ sách, rồi đi vào theo sau lưng Duy Mạnh. Cháu chào bác, chào Dương, cô khỏe rồi chứ? Tôi thấy Ánh Hồng thì cười nhẹ. Tôi cũng đỡ rồi, cảm ơn chị. Vậy là tôi mừng rồi. Tôi cứ sợ, lỡ như cô bị gì thì tôi áy náy lắm. Ánh Hồng ngập ngừng mãi mới nói được. Anh Mạnh, Thủy Dương, em xin lỗi hai người. Có lẽ em đã gây ra cho hai người nhiều chuyện mệt mỏi. Cứ cố để níu giữ những gì không thuộc về mình. Cả mấy người trong phòng ai cũng bất ngờ vì thái độ thay đổi đột ngột của Ánh Hồng. Bà Lan liền nói. Cô thật sự là đã nghĩ thông rồi sao? Vâng, cháu nhận ra rồi bác ạ. Cũng vì cháu mà hai người họ suýt hiểu lầm nhau, làm Thủy Dương bị thương. Bác nói đúng, trước đây cháu là người quyết định rời bỏ anh ấy. Đúng là cháu đã đi sai đường rồi. Cái gì không phải của mình thì có cưỡng ép cỡ nào cũng không thuộc về mình được. Xin lỗi tất cả mọi người thời gian qua. Duy Mạnh lúc này mới nói. Em biết nhận ra thế là tốt rồi. Anh và em có duyên nhưng không phận. Dạ, sau này em chỉ mong hai người sẽ có cuộc sống tốt đẹp, mãi hạnh phúc nha. Cảm ơn em. Bây giờ Đình Hạo đã vậy thì em tính sao? Em cũng chưa biết nữa. Gia đình anh ta đã hủy hôn với nhà em rồi. Không khí bỗng thấy nặng nề hơn. Duy Mạnh mới hỏi Minh Thiện. Cậu có việc gì sao mà cậu đến đây tìm tôi? Em có việc này cần nói, nhưng... Minh Thiện ngập ngừng vì sự có mặt của Ánh Hồng. Anh ta nhìn về phía cô ấy thì Duy Mạnh nói. Cậu ra ngoài đi, tôi sẽ ra liền. Cứ nói đi. Dạ, đám người kia bên mình đã giữ được rồi. Tốt lắm, sắp xếp để tôi gặp bọn chúng. Vâng. Khi Duy Mạnh vừa đi ra thì cô ấy cũng không ở lại nữa vì cảm thấy không khí gượng gạo quá. Mẹ Duy Mạnh lại không thích cô ta mà có vẻ đề phòng. Ánh Hồng cũng xin phép và rời đi. Lúc ra cửa thì Ánh Hồng cũng đã nghe được câu chuyện của Duy Mạnh và Minh Thiện. Khi nghe đến đó thì cô ta lo lắng. Nếu như bây giờ Duy Mạnh bắt được mấy tên kia thì trước sau gì bọn họ cũng khai gia đình Hảo. Nếu như thế thì phải làm sao đây? Dù thế nào thì đó cũng là cha của đứa bé trong bụng của mình. Ánh Hồng suy nghĩ một lúc. Cũng lúc này Duy Mạnh đang quay trở về phòng bệnh với vợ. Anh thấy Ánh Hồng đứng sững ở đó thì hỏi. Em về sao? Ánh Hồng bừng tỉnh trở về thực tại. Cô ta chợt lóe lên suy nghĩ. Hay là bây giờ mở miệng xin sự tha thứ từ Duy Mạnh? Ánh Hồng cứ ngập ngừng thì Duy Mạnh mới nói. Em có chuyện gì sao? Em muốn nói chuyện riêng với anh một chút được không? Chuyện gì? Anh nghĩ giữa anh và em chẳng thể có chuyện gì để nói đâu. Anh cho em 10 phút thôi được chứ? Em xin anh. Duy Mạnh thấy vậy cũng chẳng từ chối được. Anh và Ánh Hồng đi đến dãy ghế ngoài hành lang để ngồi. Có chuyện gì em nói đi. Duy Mạnh, chúng ta dù gì cũng đã có một thời gian bên nhau. Bây giờ em cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Chỉ là bây giờ em xin anh một chuyện được không? Duy Mạnh chẳng biết vì chuyện gì mà Ánh Hồng phải nói như vậy. Nhưng mà là chuyện gì? Em lúc nãy
Em đã nghe anh nói chuyện với Minh Thiện về việc kia. Em không cố ý đâu, nhưng nếu em đã nghe rồi thì cũng chẳng có gì giấu em nữa. Bọn chúng đã bị anh giữ lại. Sau khi anh bắt chúng khai ra thì Đình Hạo sẽ không còn đường thoát. Hắn sẽ chịu hình phạt của mình không phải là một tội mà là hai tội. Không, em xin anh bỏ qua chuyện này đi được không anh? Em sao vậy Hồng? Em dễ dàng bỏ qua cho hắn vậy sao? Rõ ràng là Đình Hạo đã đối xử không tốt với em. Anh ta vì ghen tuông mà đã nhẫn tâm bán em cho bọn kia làm nhục. Vậy mà lại đi xin cho hắn là sao? Ánh Hồng không biết có nên nói với Duy Mạnh chuyện mình đang mang thai con của Đình Hạo hay không. Nhưng bây giờ không nói thì lấy lý do gì để mà xin anh ấy đây? Em thật sự cũng rất hận anh ta. Nhưng giờ em có thể làm gì được nữa đây? Khi trong người đã mang giọt máu của Đình Hạo chứ. Ánh Hồng vừa nói xong thì nước mắt cũng rưng rưng muốn trực trào ra. Cô ấy không biết mình làm thế có quá dễ dàng với Đình Hạo hay không. Anh ta giờ là cha của con cô rồi. Duy Mạnh sau khi nghe xong thì không thể tin được. Anh thật sự khó xử với trường hợp này. Dù gì giữa anh và Ánh Hồng cũng có thời gian gắn bó với nhau. Anh không thể để cô ấy và đứa trẻ phải vì hắn mà khổ được. Chỉ thương cho Ánh Hồng và đứa bé vì có một người cha vô tâm như thế. Em nói thật sao? Bao lâu rồi? Đình Hạo có biết chuyện này không? Thật anh ạ, em vừa mới biết hôm nay thôi. Anh ta vẫn chưa biết gì đâu. Nếu thật sự anh ta đã biết mà còn làm như thế với em, thì với tư cách là một thằng đàn ông, dù không còn quan hệ gì với em thì anh cũng sẽ không để yên cho hắn đâu. Anh đừng nói với anh ta giúp em được không? Em chỉ cầu xin anh có thể nói với Thủy Dương một tiếng, xin cô ấy tha thứ cho anh ta. Chứ mà anh ta bị bắt đi tù thì con em không muốn sau này con ra đời lại biết rằng mình có một người cha nhẫn tâm tủ tội như thế. Cô ấy nói tiếp, anh đồng ý giúp em nha, em xin anh đó. Duy Mạnh nhìn thấy Ánh Hồng cứ van xin thì anh chẳng chịu nổi. Cuộc đời anh ghét nhất là chứng kiến phụ nữ khóc. Được rồi, em nín đi. Anh không hứa là sẽ không làm gì anh ta. Ít nhất anh cũng phải để anh ta tự tìm đến và xin lỗi vợ anh. Còn nếu như không đến thì xin lỗi em. Anh cũng phải đưa hắn ra chịu trách nhiệm trước pháp luật. Ánh Hồng cũng không ép Duy Mạnh, bởi cô ấy biết anh làm thế là cũng đã nhân nhượng lắm rồi. Ngồi một chút nữa thì cô ấy cũng ra về. Trước khi đi về, Ánh Hồng liền quay lại cúi đầu, nói lời xin lỗi với Duy Mạnh. Anh à, em thật sự xin lỗi hai người rất rất nhiều. Chỉ vài ngày trước, em còn có ý định xấu xa với Dương. Thế mà bây giờ anh lại đồng ý giúp. Ngàn lần xin lỗi và cảm ơn anh. Nói rồi Ánh Hồng rời đi. Duy Mạnh ngồi đó nhìn theo bóng lưng của Ánh Hồng mà anh thấy đau lòng thay. Âu cũng là do cô ấy tự chọn đường đi của mình. Giờ hối tiếc cũng chẳng làm gì được. Anh quay trở lại phòng bệnh với Thủy Dương. Bà Lan thấy có ảnh ở đây thì bà muốn về qua nhà để nấu cháo nên bảo anh ở lại chăm. Con ở lại đến tối, chờ mẹ đừng mua đồ ăn nha. Con mua là được mà mẹ, về nghỉ ngơi đi. Mẹ còn chưa khỏe đâu đó. Mẹ có sao đâu, giờ này phải nấu đồ ăn nhiều chất dinh dưỡng để tẩm bổ cho vợ anh, cho nó nhanh lấy lại sức mà về nữa. Vâng, vậy có gì mẹ gọi, rồi con kêu Minh Thiện đón, chứ để mẹ đi một mình con không yên tâm. Ừ, được rồi. Bà Lan đi về rồi thì anh đi đến bên cạnh giường, ngồi xuống rồi vuốt ve mặt vợ mình. Em nhanh khỏe để về nhà nha. Khi nào khỏe rồi, anh sẽ đưa em đi du lịch, chịu không? Chịu chứ. Nhưng du lịch ở đâu hả anh? Tạm thời thì mình đi trong nước trước. Mai mốt em khỏe thì mình đi nước ngoài. Dạ, cũng được. Bởi vậy em phải nhanh khỏe, còn có sức mà sinh con cho anh nữa chứ. Thấy Duy Mạnh lại bắt đầu, tôi biết thế nào anh cũng trêu tôi tiếp. Bắt tôi đẻ cả đội bóng. Anh lại bắt đầu rồi đó. Có phải tiếp theo sẽ nói sinh nguyên một đội bóng cho anh không? Không hổ danh là vợ anh. Duy Mạnh chồm người dậy rồi hôn chụt lên trán tôi. Thưởng cho em. Đúng là quá cơ hội. Mà em này, anh có chuyện này không biết tính sao? Chuyện gì thế anh? Nói em nghe xem.
Mấy tên mà đã làm em bị thương, anh đã giữ được rồi. Tôi nghe thế thì mới hỏi anh. Bọn họ bị anh bắt lại rồi sao? Họ có chịu khai ra chưa? Chưa, chỉ mới thôi. Minh Thiện vừa báo anh biết. Mai anh sẽ đến gặp họ. Vâng. Tôi thấy vậy cũng yên tâm rồi. Bọn họ làm sai thì sẽ chịu trách nhiệm thôi. Vậy sao anh không giao cho công an đi? Để lấy lại công bằng cho anh Hồng và cả em nữa. Bọn họ làm như vậy là đang mua bán người trái phép. Chưa kể nếu như chúng ta không đến kịp thì anh Hồng chắc đã bị mấy tên xấu xa kia làm nhục rồi. Nhưng mà anh cũng đang băn khoăn. Thấy thái độ của anh có vẻ lạ, thế nên tôi liền hỏi anh. Có chuyện gì sao anh? Hay anh ta làm gì anh? Không, mà là anh Hồng. Cô ấy mang thai rồi. Tôi rất ngạc nhiên vì lời mà anh vừa nói. Cô ta có thai sao? Nhưng mà của ai? Là Đình Hạo hay là Duy Mạnh? Lại còn vẻ thậm thụt của anh nữa. Không lẽ anh đã làm chuyện có lỗi với tôi trong thời gian qua sao? Từng câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi. Cha đứa bé là anh sao? Cứ mãi thắc mắc mà Duy Mạnh gọi gì tôi cũng không ư hử. Cho đến khi anh gọi lớn thì tôi mới giật mình. Anh gọi em sao? Em nghĩ gì mà dữ vậy, anh gọi nãy giờ. À không có gì, nhưng sao anh biết cô ấy có thai? Cô ấy nói với anh à? Ừ, lúc nãy vừa nói với anh. Tôi gật gù như đã hiểu, nhưng sự tò mò trong lòng tôi vẫn chưa thể nào giải đáp được. Hay là anh mới chính là cha của đứa bé, nên chị ta mới nói trước với anh, mà lại không nói trước mặt của tôi, để ra ngoài kia mới nói. Tôi lúc này chẳng biết có nên hỏi hay không, nhưng không hỏi thì không được. Lỡ đâu đó là con của chồng tôi, thì tôi biết phải làm sao đây. Ít ra nếu là con của Đình Hạo, thì chị ta phải đi nói với hắn chứ. Cuối cùng tôi không hỏi, mà tôi nghĩ những phán đoán của mình là đúng. Tôi nghiêm túc nhìn anh nói, bây giờ giữa hai chúng ta cũng chẳng có gì chung cả, con cái cũng chưa có. Chị ấy cũng đã mang thai con của anh. Em không thể nào mà ích kỷ giữ anh để đứa bé mồ côi được. Hai người cứ đến với nhau đi. Tự nhiên khi nói ra những lời này, nước mắt của tôi không kìm lại được rớt xuống hai bên gò má. Trong lòng bỗng nổi lên một sự khó chịu đến vô cùng. Duy Mạnh không hiểu vợ mình đang nói gì nữa. Anh liền đưa tay sờ trán của tôi rồi bảo, đâu có nóng đâu, mà sao em lại nói sảng vậy? Dương à, em có sao không vậy? Sao chăng gì, em đang nói nghiêm túc đó. Nghiêm túc sao? Ý em nói là đứa bé trong bụng của cô ấy là con của anh sao? Thì thái độ của anh cũng chứng tỏ điều đó rồi còn gì nữa. Nếu không phải con của anh, thì sao lúc ở trong phòng này, chị ta không nói luôn đi, mà phải chờ ra ngoài đó mới nói với anh? Còn là con của Đình Hạo thì sao không nói với anh ta, mà nói với anh làm gì? Em hiểu lầm rồi vợ à. Anh cứ thừa nhận đi, em sẽ lùi về sau để cho hai người đến với nhau. Duy Mạnh chẳng biết nói sao, tự dưng lại bị vợ hiểu lầm không kịp giải thích. Anh để cho cô ấy nói xong thì mới giải thích. Em nói xong chưa? Để anh nói. Xong rồi. Vậy thì nằm im nghe anh nói. Thật ra đứa bé là con của Đình Hạo. Cô ấy cũng vừa mới biết mình có thai thôi. Anh thật sự vô tội, không có liên quan gì hết. Anh mà làm gì có lỗi với em thì ra đường xe cán. Thấy Duy Mạnh thề, tôi vội đưa tay ra ngăn cản lại. Do bất ngờ quá nên vô tình động vết thương. Tôi đau quá nên á lên một tiếng. Duy Mạnh nghe tôi la lên thì hốt hoảng. Em sao thế? Có sao không hả? Không sao. Chắc em đưa tay ra gấp quá bị đau ở lưng. Anh xin lỗi. Hay để anh gọi bác sĩ nha. Duy Mạnh lo lắng đứng bật dậy, tính đi gọi bác sĩ thì tôi ngăn cản lại. Em không sao, anh ngồi xuống đi. Bây giờ em muốn nghe rõ câu chuyện. Ừ, có đau thì nói anh gọi bác sĩ nha. Thì đó, anh Hồng có thai và đứa bé là con của Đình Hạo. Sở dĩ cô ấy nói cho anh biết là muốn cầu xin sự tha thứ của chúng ta. Minh Thiện cũng đã giữ được mấy người làm em bị thương. Anh Hồng biết được thì mong anh tha cho Đình Hạo, vì không muốn đứa bé sinh ra có một người cha như vậy. Thì ra là vậy. Nhưng Đình Hạo đã biết chuyện này chưa anh? Chưa, cô ấy chưa nói. Nếu mà biết thì anh nghĩ
bên nhà đó đã không hủy hôn với nhà Ánh Hồng. Thế bây giờ cô ấy tính sao hả anh? Em cũng không muốn truy cứu chuyện gì. Dù sao cô ấy giờ cũng đã biết sai rồi. Chuyện gì có thể tha thứ được thì tha thứ. Vợ yêu của anh thật tốt bụng quá đi. Anh may mắn vì đã chọn em. Chuyện của cô ấy anh cũng không hỏi rõ nữa. Mọi chuyện đều do cô ấy quyết định thôi. Nhưng anh đã nói với cô ấy, anh đồng ý sẽ không truy cứu chuyện làm em bị thương, nhưng phải đến đây để xin lỗi em. Mấy ngày sau đó bình yên trôi qua, tôi thì có mẹ chồng chăm sóc, và tuyệt nhiên chuyện tôi bị thương cũng giấu giếm cả bà ngoại với cậu. Anh thì ngày đi đến công ty để làm việc, còn chiều tối lại đến bệnh viện để thay cho mẹ chồng tôi. Duy Mạnh cũng đã đến gặp mấy tên sang hổ kia. Trước khi vào trong, anh dặn dò Minh Thiện. Lát nữa cậu nhớ lấy điện thoại ra ghi âm cuộc nói chuyện cho tôi. Vâng, em đã chuẩn bị sẵn rồi sếp ạ. Ừ, tốt lắm, vào trong thôi. Minh Thiện mở cửa căn nhà kho ra. Có ba tên đang ngồi trong đó tay bị trói. Duy Mạnh bình thản đi vào kéo ghế ngồi trước mặt bọn họ. Sao nào, mấy anh khỏe hết chứ nhỉ? Người của tôi chăm sóc các anh hài lòng không? Suy nghĩ kỹ chưa nào? Tôi đã nói rồi mà, trước sau gì cũng gặp lại. Các anh làm vợ tôi bị thương thế nào thì tôi trả lại các anh như thế. Anh muốn làm gì chứ? Thả bọn tôi ra đi. Chúng tôi không phải cố ý làm vợ anh bị thương do cô ta từ đâu xuất hiện chứ bộ. Anh nói hay thật. Nếu cô ấy không xuất hiện thì mục tiêu của mấy người là tôi đúng không? Cũng may là vợ tôi bị thương không nghiêm trọng đến tính mạng. Chứ nếu mà cô ấy có mệnh hệ gì thì giờ này các anh đã đi bóc lịch cả lũ rồi. Chứ không phải được ở đây cơm nước có người phục vụ đâu. Như thế là quá tốt rồi đó. Thấy bọn họ không nói gì nữa, Duy Mạnh liền đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ thế này, muốn tôi tha cho mấy người cũng được. Nhưng các anh phải trả lời những câu hỏi sau đây của tôi. Hỏi gì hỏi đi, bọn tôi không muốn ở trong căn phòng tối tăm này đâu. Được rồi, anh nói cho tôi biết. Ai là người bán Ánh Hồng cho bọn anh? Mấy tên kia nhìn nhau qua lại, rồi một tên trong đó lên tiếng. Là Đình Hạo, anh ta là con trai của chủ tịch tập đoàn dầu khí đã bán cho chúng tôi. Anh ta nói cô Ánh Hồng vì vẫn còn thương anh, nên anh ta ghi hận. Vậy sao? Thế từ lúc tôi đã nói sẽ mua lại cô ấy, rồi các anh đã đồng ý, thì vì lý do gì lại muốn truy sát hãm hại chúng tôi? Cũng là anh ta. Khi hai người vừa rời đi, anh ta gọi đến, rồi biết được anh là người mua lại cô gái đó, thì anh ta nói sẽ trả gấp đôi cho chúng tôi nếu như khử được anh. Duy Mạnh cũng hài lòng với câu trả lời của bọn họ. Anh cũng đã đoán được là do Đình Hảo ra lệnh, nhưng không nghĩ anh ta lại là người như thế. Dù gì cả ba người cũng đã có một thời gian chơi chung với nhau. Và lại Ánh Hồng là cô gái mà anh ta rất thích, dù chỉ là tình yêu từ một phía anh ta. Nhưng không có khi nào mà Đình Hạo đối xử không tốt với Ánh Hồng. Duy Mạnh nhìn sang phía Minh Thiện, cậu ta hiểu ý thì gật đầu. Tất cả câu chuyện đã được ghi âm rõ ràng để đối chứng với Đình Hạo. Mấy tên kia sau khi khai mọi việc xong thì bắt đầu thấy lo lắng sợ hãi vì sợ Duy Mạnh sẽ báo cho công an. Cả ba người quỳ xuống rồi van xin. Anh tha cho bọn tôi được không? Chúng tôi cũng chỉ vì sự cám dỗ của đồng tiền thôi. Chứ thật tình, tâm chúng tôi không có muốn gây ra vụ việc như vậy. Tôi xin anh tha cho tôi một lần đừng báo công an. Nếu chúng tôi mà vào tù, thì người nhà của chúng tôi biết sống bằng cái gì đây? Chúng tôi không kiếm được tiền, thì vợ con chúng tôi sẽ chết đói mất. Thì ra là giang hồ nửa mùa. Các anh nếu đã nghĩ cho gia đình vợ con thì đã không làm như thế. Người gì không chọn lại đi chọn giang hồ chợ búa. Việc các anh làm nghiệp vợ con cha mẹ các anh nhận đó biết không? Tôi biết. Chỉ xin anh tha cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ đến xin lỗi vợ anh để xin cô ấy tha thứ. Được, nhớ lời các anh đã nói. Thấy thái độ hối lỗi của mấy tên đó, Duy Mạnh cũng không muốn truy cứu làm gì. May mắn là vợ anh không sao rồi. Thế nên anh cũng muốn để đức lại cho con cái anh sau này. Duy Mạnh đồng ý thả bọn chúng ra. Trước khi rời đi anh còn nói, hôm nay tôi sẽ tha thứ cho mấy người, nhưng sau này hãy tìm công việc gì đó đàng hoàng để làm.
Nếu muốn thì tôi sẽ tạo điều kiện. Bọn họ cảm ơn Duy Mạnh rối rít. Rồi sau khi Mạnh rời khỏi đi thì họ cũng được thả ra ngoài. Nằm viện thêm gần một tuần nữa thì bác sĩ cũng cho xuất viện về nhà. Mẹ chồng tôi với Duy Mạnh đang soạn đồ để mang về thì ba chồng tôi đến. Lần này ông đến một mình chứ không có bà Xuyến. Bước vào phòng thấy mấy mẹ con đang gom đồ thì ông đi vào. Hôm nay xuất viện được rồi à? Dạ, ba mới đến. Vết thương cũng đỡ rồi nên bác sĩ cho về rồi ba. Ừ, khỏe là tốt rồi. Sau đó ông đưa đến cho tôi một hộp gì đó. Ba chồng tôi nói, đây là loại sữa rất tốt cho người mới ốm dậy. Thấy họ bảo loại này chứa nhiều chất dinh dưỡng lắm, nên về nhà nhớ uống nhiều vào. Dạ, con cảm ơn ba. Duy Mạnh thấy ba mình bỗng thay đổi thái độ thì cũng vui. Anh chỉ mong ông đối xử tốt với vợ mình, vì cô ấy cũng đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Anh nói, hôm nay ba có đến công ty không? Ba ghé một chút rồi còn đi gặp đối tác. Con thấy ba nên nghỉ ngơi được rồi. Đức Hải cũng đã đủ năng lực để quản lý công ty rồi. Nếu được thì giao cho nó đi, rồi ba còn có thời gian nghỉ ngơi hay đi du lịch hưởng tuổi già. Nhưng con vẫn không thay đổi quyết định sao? Ba vẫn muốn con về quản lý công ty. Con không làm được đâu. Con nghĩ Đức Hải là sự lựa chọn tốt nhất. Con còn công ty của mình nữa. Con muốn tự mình gầy dựng công ty riêng thật lớn mạnh. Ừ, thôi được rồi. Ba ủng hộ quyết định của con. Thôi, ba đi đây. Nhìn về phía bà Lan, ông Minh nói, tôi về đây, bà nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Tôi ổn mà. Mà con nói đúng đó. Ông cũng lớn tuổi rồi, tới tuổi nghỉ hưu, giao lại mọi việc cho con cái đi. Có gì thì Duy Mạnh sẽ qua phụ giúp cho Đức Hải được mà. Ừ, bà này. Chuyện gì? Tôi xin lỗi bà tất cả mọi chuyện. Sau này mong bà sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình mới. Cảm ơn ông. Thôi, tôi đi đây. Vâng, ông nhớ giữ sức khỏe nha. Có thời gian thì về thăm mẹ đi. Bà ấy trông ông lắm đó. Ừ. Ông Minh nói rồi thì đi về. Bà Lan vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng ông. Thật tâm bà vẫn muốn người từng là chồng, người từng chung chăn chung gối với mình sống thật tốt, vui vẻ, bình an, có người chăm lo cho là bà cũng mừng cho ông. Cả nhà ba người chúng tôi gom đồ xong cũng đã xong thì xuống dưới. Duy Mạnh xuống trước để làm thủ tục xuất viện cho tôi, còn tôi với mẹ chồng thì đi xuống sau. Khi xuống dưới thì anh cũng đã làm xong. Anh chạy xe đến xách đồ phụ rồi ra xe về nhà. Cả mấy ngày này mẹ chồng tôi chăm sóc tôi rất tốt, không cho tôi đụng đến một việc gì trong nhà cả. Bà nói, con chỉ việc nằm nghỉ đi cho mẹ, mọi việc có mẹ lo. Muốn ăn gì thì nói mẹ nha, đừng ngại. Dạ, nhưng con không làm gì ngứa ngáy tay chân lắm. Hay mẹ cho con làm gì nhẹ nhàng thôi được không? Không, giờ con chỉ có một việc rất nhẹ nhàng, đó là cứ ăn ngon ngủ kỹ cho mẹ. Mẹ ơi, con sắp mập lên thành con heo rồi. Như thế này anh Mạnh chê con, rồi đi theo cô khác thì phải làm sao? Nó mà dám. Mẹ mà biết nó vậy là mẹ đuổi thẳng cổ ra đường luôn. Thôi, tội chồng con. Hai mẹ con đang nói chuyện thì từ ngoài Duy Mạnh đi làm về. Anh mở cửa đi vào còn nói, Dương ơi, em xem ai đến này. Ai vậy anh? Minh Trang bước vào trên tay còn cầm nguyên bịch trái cây. Chào bà Lan rồi mới đi đến trước mặt làm tôi hết hồn. Hello, khỏe chưa bà? Ôi Trang à, vào đây nhớ mày quá. Thật không, khỏe rồi hen? Ừ, cũng đỡ rồi. Mà sao hai người gặp nhau ở dưới hả? Duy Mạnh đi đến đưa cho tôi ly nước ép rồi nói, anh gặp Trang ở dưới bãi đỗ xe. Mà nay Trang ở lại ăn cơm chơi với vợ anh cho vui. Cô ấy ở nhà buồn cứ đòi đi học. Minh Trang nghe thế thì đáp, dạ em không phiền chứ. Phiền gì, có em chơi với vợ anh là anh mừng rồi. Tối hôm đó cả nhà quây quần bên nhau. Minh Trang ở lại chơi đến hơn 8 giờ mới về. Lúc này đi vào phòng ngủ, vẫn như mọi hôm, Duy Mạnh lấy thuốc để bôi vào vết thương cho tôi. Anh từ từ nhẹ nhàng chấm những miếng thuốc lên đó rồi thoa nhẹ. Cảm giác cứ nhột nhột không chịu được. Cả người tôi cứ nhúc nhích thì anh nói, em nằm im được không? Cứ lo nhoi mãi thế. Nhưng em nhột.
Ngừng chút, tôi quay mặt lại hỏi anh. Mà anh này, người em bị thẹo thế này xấu lắm nhỉ, mai mốt không được mặc váy hở lưng nữa. Có gì đâu, đối với anh cơ thể em vẫn rất đẹp, vết sẹo này cũng nhỏ mà, em có thể xăm hình gì lên đó cũng được. Thật sao, anh cho em xăm à? Ừ, bây giờ nằm im cho anh thoa thuốc, em mà không yên nữa là đừng trách anh. Nhưng nhột lắm, em ngại nữa. Vợ chồng với nhau có gì mà ngại, anh nói trước nhé, anh không kiềm chế được lâu đâu nhé. Thấy Duy Mạnh nói vậy, tôi biết anh đang có hàm ý gì, mà giờ này tôi đang bị thương ở lưng, thế nên tốt nhất là nằm im, để cho anh sức thuốc, chứ không thì phải tập thể dục nữa, mệt lắm. Nằm một lúc tôi ngủ lúc nào không hay, Duy Mạnh cất đồ xong xuôi, thì cũng lên giường và cả hai chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau cũng đã trôi qua cả tuần rồi, nhưng mà anh vẫn chưa thấy bóng dáng của Đình Hạo đến. Anh muốn gọi trực tiếp để xem ý anh ta như thế nào. Nếu như vẫn ngoan cố thì chỉ còn cách anh giao cho công an. Vừa bấm gọi được 3 hồi chuông thì Đình Hạo mới bắt máy. Alo, tôi còn tưởng cậu không nghe chứ. Nghe câu hỏi của Duy Mạnh trong điện thoại, Đình Hạo mặt biến sắc, suy nghĩ trong vài giây mới hỏi. Anh gọi tôi có chuyện gì? Đừng đánh trống lảng như thế, cậu biết bản thân đã làm ra việc gì rồi mà, đừng có trốn tránh nữa. Cậu nói gì tôi không hiểu, việc gì tôi phải trốn tránh chứ nhỉ, thật nực cười. Duy Mạnh đanh mặt lại, anh hiểu đến giờ phút này Đình Hạo vẫn ngoan cố, xem ra cậu ta đã hết thuốc chữa rồi. Nếu như bản thân anh không thể khuyên Đình Hạo suy nghĩ lại, cơ hội anh cũng đã cho rồi mà cậu ta vẫn không biết sai, thì việc này dù muốn dù không, đành phải để cho công an trực tiếp làm việc với cậu ta. Thở dài một tiếng, Duy Mạnh nói. Đình Hạo này, những gì cậu làm lương tâm cậu biết rõ hơn ai hết. Tôi gọi điện cho cậu thế này là vì muốn cho cậu một cơ hội, nhưng xem ra thì không cần thiết nữa rồi. Cậu tự lo cho số phận của mình đi. Nói rồi Duy Mạnh tắt máy, mặc kệ cho Đình Hạo ngồi bên đây khuôn mặt lo lắng biến sắc, vì anh ta lo sợ nếu như Duy Mạnh không có bằng chứng gì thì sao mà lại mạnh miệng như thế. Anh ta lại càng lo hơn khi mấy tên kia anh đã cho người tìm nhưng vẫn chưa thấy đâu. Chiều hôm đó, Ánh Hồng sau một tuần đã suy nghĩ thông suốt mọi chuyện thì cô ấy tìm đến gặp Đình Hạo tại căn hộ mà hai người đã từng sống chung. Ánh Hồng đứng ngoài cửa, cô ấy vẫn chưa mạnh dạn để bấm chuông. Nhìn nơi đây, cô ấy lại nhớ về khoảng thời gian mà mình và Đình Hạo đã từng chung sống. Tuy bị gia đình ép lấy anh ta, nhưng có đôi lúc cũng đã mùi lòng cố gắng để đáp lại tình cảm. Thế nhưng bóng dáng của Duy Mạnh lại quá lớn trong lòng cô ấy. Đứng một hồi thì Ánh Hồng cũng bấm chuông cửa. Điều bất ngờ là không phải Đình Hạo ra mở cửa, mà là cô gái trong đoạn video lần trước. Cô ta thấy Ánh Hồng thì không mấy ngạc nhiên, biết rất rõ Ánh Hồng là người mà Đình Hạo rất yêu. Thế nên cô gái đó luôn muốn làm Ánh Hồng ghen mà rời xa Đình Hạo. Chị đến đây làm gì? Tôi muốn gặp Đình Hạo. Anh ấy có ở nhà không? Không, anh ấy giờ này đang ở công ty đến chiều mới về với tôi. Nghe cô ta nói kiểu đó thì Ánh Hồng biết rõ là đang cố ý chọc tức mình. Nhưng Ánh Hồng nào có thèm để ý đến, không mặn không nhạt mà nói. Không có thì tôi đến công ty tìm anh ấy. Mà tôi nói nghe này, lần sau đừng gửi 3 cái video đó cho tôi nữa. Cô không đủ trình để chọc tức tôi đâu. Mà nếu ngay chỗ ngứa của tôi, máu điên tôi nổi lên, thì đừng trách sao mà bị cắn đấy. Chị, tôi thích chửi đấy. Có ai như chị giờ bị bỏ rơi, anh ấy hủy hôn rồi, thì đừng tìm đến đây làm gì nữa, thấy là ngứa mắt. Cứ thử thích một lần nữa đi, coi chừng tôi đó. Nói rồi Ánh Hồng quay đi, bắt một chiếc taxi khác để đến công ty của Đình Hạo. Trên xe cô ấy nhắn tin cho anh ta. Có thời gian không? Em muốn gặp anh một lát, xuống dưới đi. Đình Hạo vừa lúc nghỉ trưa, anh ta thấy tin nhắn của Ánh Hồng thì không biết cô ấy tìm mình để làm gì. Nghĩ lại chính mình lại đi bán người mình yêu cho đám người kia, thì Đình Hạo lo lắng không biết cô ấy tìm mình để làm gì đây. 15 phút sau, Ánh Hồng đã đến trước cổng công ty của Đình Hạo.
anh ta cũng đã có mặt ở sảnh công ty. Bên ngoài, Ánh Hồng đi vào, thấy Đình Hạo đã ngồi ở căng tin của công ty, thì cô ấy đi đến phía đó, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Đình Hạo, nhìn người đàn ông ấy mà cô không nghĩ anh ta lại nhẫn tâm với mình như vậy. Đình Hạo nhìn Ánh Hồng, trong mắt anh ta vẫn hiện lên một sự quan tâm dành cho cô ấy. Mặc dù đã gây ra chuyện kia vì lòng thù hận, anh ta lúc này lên tiếng. Em uống gì? Cho tôi ly nước cam. Anh ta có vẻ thấy lạ, vì từ trước đến giờ Ánh Hồng rất ghét uống nước cam vắt, mà bây giờ lại bảo gọi. Đình Hạo nhau mày hỏi lại. Anh nhớ là em không thích nước cam, sao giờ? Chứ không thích nhưng giờ thích. Anh vẫn nhớ sở thích của tôi sao? Vậy mà anh nỡ lòng nào lại đem chính người mình yêu bán cho mấy tên dê sổng kia? Anh, em nghĩ lại đi, là do ai? Tôi đã quá tốt với em và gia đình em. Thế nhưng em thì sao? Trong lòng em tôi có...